không biết đường. Đi vô đổi gió. Vẫn mà kiểu này đổi gió gì? Hả? Ôi trời ơi. Kéo áo lên. Đổi gió được chưa? Hello mọi người. Thì bây giờ mình đang ra một trò chơi ông Hải. Hiện tại ông Hải đang đi mua đồ nên là chưa lên xe, mình đang đợi ở trên xe mình đợi. Thì mình sẽ nghĩ ra cách là cho ông Hải rủ ông Hải đi nhà nghỉ. Chưa thèm động gì đến người mình. Rồi mọi người cùng chia sẻ phản ứng nha. Ông sắp lên rồi, ông sắp lên rồi. Đi, đi chợ vợ đi cả buổi chiều ngồi ngáp ngủ. Sao gọi đi tự đi mình nhé. Sức ngồi mới kệ mẹ mà chứ. Sức ngồi mới kệ mẹ mà chứ. Anh kệ mẹ vậy. Hay nào vợ. Gì? Vợ cũng đã bụng quá. Bây giờ vợ đã bụng tự nhiên đã bụng quá. Bây giờ chờ chở vợ đi với chỗ nhà nghỉ nào vợ. Chờ cái đây. Ý. Nhanh lên tấp đạm nhà nghỉ nào đi. Ông ta khẽ ố mày à? Khẽ gì? Điên à? Người ta đau bụng thật. Đau bụng thật thì người ta có nhà cà phê đi vào nhà nghỉ em gì? Không có con cà phê. Không có nhà nghỉ đâu. Ngại lắm, cái nhà nghỉ rẻ hơn. Anh mua cà phê mấy chục nghìn, nhà nghỉ có 50.000 tiêu. Nhanh lên. Giờ sao ấy là vô nhà nghỉ vẫn đi ở trong ngồi dưới đợi gì hay sao? Không, lên phòng đợi, lên phòng cho mát, mặt mới lạnh cho mát. Vợ ỉa thối vãi. Thối thế lúc bữa vậy thối quăng mấy tiếng hồ anh khiếp lắm. Thôi em mà đi thì đi nhanh lên. Nó bụng quá rồi này sắp ra rồi. Điên mấy lần rồi, trứng rồi, giờ trò vớ vẩn rồi. Cái gì? Tấp đại đi nhà nghỉ kìa đấy. Tấp đại đi. Không tấp làm gì, bây giờ muốn gì nói thẳng cái nào. Anh nhớ vừa nãy là em trước khi đi là em mới ị là đầy bồn cầu thối quăng cả nhà rồi. Giờ buồn nữa. Bây giờ muốn cái gì nói luôn đi cho kẻ con biết. Cái gì? Nói to lên nào. Đổi gió à? Anh điên à? Vừa mới cách đây 3 tiếng bắt chồng hành xong bây giờ đi đổi gió. Điên à? Nhanh lên. Ngồi đợi vợ tí thôi. Vợ tắm rửa sạch sẽ. Nhanh lên. Bớt điên thì gớm cổ đi mua đồ đi về, con đang đợi ở nhà kìa. Cùng cùng gâm hâm đi điên vừa đấy, cái mỏ tết ra để cho người ta xem. Mệt nha. Có đi không? Có đi không? Nhảy xuống xe đấy. Nhảy xuống đi, nó cưới bạn mới. Nhảy thật đấy. Đi. Nó bụng thật rồi. Nhanh em. Nhanh. Tấp vào. Đấy, đây này. Đi qua cái này em đấm vào mặt anh đấy. Không, cho anh lý do vào đấy làm gì bây giờ. Nói muốn gì nói thẳng để con biết đường. Đi vô đổi gió. Vẫn mặc kiểu này đổi gió gì. Hả? Ôi trời ơi. Kéo áo lên. Đổi gió được chưa? Cái gì cũng về nhà, về nhà là hắn. Cái gì cũng tấm yên nè. Con nè. Thích. Thích lên. Nhưng mà bây giờ muốn cho vào đổi gió chiều vào không? Đổi gió chiều em chiều con nào nữa. Nhanh đi trời, anh không đi không? Nhưng cáu rồi đấy, đừng có nhâm nhị nữa, nó cáu rồi đó. Nhưng mà tự nhiên phải nhất quyết đi nhà nghỉ vậy tí về nhà rồi làm. Đừng bảo không thích ở nhà, thích đi cơ, được không? Đổi gió à? Ừ. Bây giờ chồng nói vậy nhá. Ngày nào chị vợ cũng hành chồng 20 cái. Chồng nhìn người chồng ấy còn cái xác khô đúng không? Em mới xác khô nè. Xác khô đấy thì nhìn nhẹ hai cái quả bưởi nó to thế kia xác khô cái gì. Bây giờ anh nói vợ này. Bây giờ lúc nào tiền thì chồng vợ giữ hết. Cái bể nước thì vợ cũng vắt cạn kiệt chả còn cái giọt nào. Đấy mà lúc nào vợ cũng suy nghĩ là chồng ra đường phải đi gái này kia. Chồng ra đường ấy thì chả có đồng nào trong người. Mang tính đi mệt bê bức bệ mà mỗi lần vợ cho được mấy trăm nghìn đổ xăng. Tóm lại là thế anh nói này, đừng có anh nói. Anh tâm sự vợ biết á. Rồi lúc nào chồng đi quay cái gì chồng vợ cũng nghĩ là chồng đi gái chồng thành chồng như này kia. Ừ, tội chồng nhờ. Đúng không? Ừ. Chồng mà trong khi chồng trên dưới độ hạ chả có cái gì cả, được mỗi cái mã thôi, tiền thì vợ cầm hết.
mà bây giờ chồng đi quay chồng kiếm tiền, vợ ông ghen tuông, chồng khóc, vợ khóc lóc, vợ đăng story cả khịa chồng. Ừ. Thế bây giờ muốn chồng đổi gió thì vợ phải hứa từ giờ vợ có bạn được không? Không muốn vợ nữa đâu. Có bạn nữa không? Thế còn phải thế chứ. Nếu bây giờ ngày nào tôi nói vợ này, cái bể nước ấy của chồng ấy nó cũng chỉ có hạn thôi, mà ngày nào vợ cũng bắt thế chồng vắt kiệt ra còn một vài giọt. Được rồi, cái gì cũng chiều hết. Thì bây giờ anh nói vợ này. Được, nói rồi, anh nghe rồi, ok hết. Muốn chồng chiều không? Chiều. Bây giờ mỗi tuần phải cấp cho chồng 5 triệu để chồng đi chơi, đi ăn uống, về cà phê bạn bè. Được thì chồng ok, chứ chồng lao động cũng phải tốn sức, cũng phải có công chứ. Ồ thế luôn á. Sao anh đi mua đồ nên kia mặc váy gắn mũi cả lên ở lại má suốt ngày gạ chồng như thế mà anh chán vợ lắm luôn. Chừng đau hết mồm rồi này, nên nghe là buồn đi vệ sinh nữa đây, để bộ vô tụi tắm thơm cho một cái. Hết này thôi nha. Yeah. Vừa phải thôi. Chui chặn chui. Đến khi mà chồng đột quỵ ra đấy không thằng nào chiều nổi đâu. Nó đi tan tình. Vậy nhá. Đâu nghỉ nào. Chui. Nó nghỉ nào. Đâu rồi, em vừa thấy bảng hiệu đấy mà. Ôi nhà nghỉ nào. Kín đi chơi vợ cũng ngại lắm. À, nhà nghỉ được bữa đi cùng con trong nhà cũ này. À không, lộn. Không có. Lộn. Anh nhà nghỉ dưới, nhà nghỉ trên này. Còn nhà nghỉ dưới nữa à? Đó, có ở trên này. Ở trêu thì cái có đâu. Anh với con bồ cũ hồi đấy làm gì có tiền nha, nghỉ toàn bụi chuối, bụi tre rồi cánh kinh... đồng lúa thôi. Em nghĩ làm thế thôi. Thôi không đi. Đó, càng tốt. Càng tốt, đỡ mệt. Có vào không? Tới này. Hả? À. Nước không chiều nó mặt nó như đúng cứt, mà chiều nó rồi thì mặt anh lại như đúng cứt luôn. Nó chê mình 30 giây, rõ ràng là nhà nó có 30 phút. Chồng 30 phút thì em đã mừng lắm rồi, chồng có 30 giây thôi. Sao lúc nào vợ cũng kể là chồng phải 30, chồng nói 30 giây. Nhưng mà chồng bảo 30 phút đó, chồng 30 giây mà. Cái ý là kể chồng 30 giây ở ngoài để con khác hỏi chồng nó gì đúng không? Sự thật. Nếu bây giờ thì mất chồng làm gì? Chả được gãy ngứa. Mang ý suy rồi. Ừ, có ở trong 30 giây rồi bây giờ chồng không chiều được vợ thôi chứ mà bắt chồng vợ bắt chồng làm gì? Vợ có chiêu mà chồng cứ đùa đi đổi gió là phải mang theo yêu sinh lý chứ. Lại mang cái cổ chồng bán đi hả? Đâu? Ui giời lại mấy cái này thì chồng bình thường cũng 3-4 phút thì giàu xài mấy cái này cả tiếng nó ngồi là... Nhưng mà vợ thất. Chồng mệt lắm, đầu gối nó mỏi lắm, không chịu được đâu. Nhanh lên, khó chịu lắm rồi đấy. Rồi. Nhưng mà thì sai này gì ấy. Rồi. Nó thôi khỏi sai nhá. Trong bình thường trong 15 phút thì sai này cả tiếng xong chịu được. Chịu hết luôn. Sao cái lúc mà bình thường đi lại đi. Sao đến cái lúc mà em cần chồng chiều đấy, sao em mặt bản mặt em khốn nạn vậy Trang? Em cái gì cũng chiều chồng hết mà. Thì em không chấp nhận được luôn Trang. À, thì luôn không nhờ con vợ mình nó mất dạy như vậy. Đâu, được rồi, giờ đi chiều. Nốt cái này thôi nha. Tới này. Đâu. Vừa kiếm tiền về vừa chồng. Còn tối nữa nè. Rồi chứ đi vào phòng này. Cái phòng này có bế tình yêu ấy nha. Rồi đi. Quá. Hello mọi người, thì thời gian gần đây thì có hàng ngàn anh em, anh chị em và cả có bên phái nữ nữa nhắn tin cho mình hỏi về cái sản phẩm là hỗ trợ sinh lý đó. Thì mình cũng đang tìm tòi và mình sau thời gian thì mình đã liên hệ nhà máy và mình đăng ký giấy phép kinh doanh và đăng ký giấy phép chứng nhận của Bộ Y tế, thì mình đã sản xuất được một cái lô hàng tên là
hỗ trợ sinh lý QH đấy mọi người, đâu QH là quốc hàm thương hiệu của mình luôn đấy. Từ khi có cái con này là con vợ mình hết chửi mình là 1 phút luôn mọi người ạ. Bây giờ cứ 30 phút 50 phút mà đóng mọi người phê lắm, khoái lắm, cho mỗi đêm mà đi ngủ mà không có cái này là vợ không chịu được đâu đấy. Cho nên là anh em nào đang trong tình trạng là chưa đi chợ hết tiền đấy, bị vợ chửi thế này kia thì inbox trực tiếp Zalo cho mình 0362105237, vợ mình tư vấn trực tiếp luôn, hoặc là inbox trực tiếp cho cái fanpage đang đăng video này đấy, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi anh em. Và giá nó chỉ 3x thôi, ba hơn 3 lít thì thôi đấy, mà rẻ bèo mà anh em sử dụng được rất là lâu đó. Đẹp trai này, giàu này, nhiều tiền này, mà yếu sinh lý thì vứt đúng không em? Vứt đâu đấy. Rồi em có đôi lời gì mà nói không? Thể kể từ khi em xài cái này thì em có thấy cảm giác như thế nào? Yên tâm, các bà chỉ có xách máy mà chạy các bà. Đấy, thấy chưa? Và sản phẩm này yên tâm nhé mọi người nhé, được sản xuất trong môi trường khép kín, đấy, vô trùng, giấy phép kinh doanh, có giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm, có tất cả giấy phép chứng nhận, nên mọi người không phải lo. Và có cái tem chống hàng giả đó mọi người nhé, không phải lo nhé. Mọi người nhận hàng này có tem chống hàng giả ở đây, nên là mọi người ai có nhu cầu thì inbox trực tiếp Zalo để dưới hoặc là inbox fanpage nhé. Bye bye mọi người.